Rồi hiện tại là Nhân đang đứng tại khu Bella Villa. Bây giờ là Nhân sẽ dẫn cả nhà mình vào trong để xem nhà phố. Rồi bây giờ là một cái căn nhà phố. Ở trong đây là cái diện tích nhà của mình là ngang 5m, dài 17m. Thì mình có một cái đằng sau nè, một lát nhận ra sau. Thì ở đây là như hồi nãy mình vừa vào á, mình thấy cái nhà của mình á là nó chưa có gì hết. Thật sự là phía trước là công ty sẽ hoàn thiện cho mình cái vỉa hè, với lại nó có một cái cổng rào của mình như thế này. Thì nhà của mình sẽ có một cái sân phía sau như vậy để mình có thể là để máy giặt hoặc là mình phơi đồ này kia đó, mình làm ở đây luôn. Thì cả nhà mình sẽ sau này mình hoàn thiện. Đấy, nhà mình thấy có một cái tum ở phía đằng sau đó, thì cả nhà mình sẽ hoàn thiện là mình sẽ tự gào sắt lại như vậy đó, mình sẽ gào lại như vậy nha. Rồi, dù mình muốn làm thì mình làm, còn mình muốn làm kiểu khác cũng được, hoặc là không làm cũng được, cũng không sao hết. Cái nhà mình lên là một, thì cái mẫu nhà ở đây đó là nó sẽ thiết kế giống y chang như là bên Phúc An City. Nó nghe cái nhân mình cái lốc này thì mình được một cái là cái view rất là tuyệt vời, mình nhìn thẳng ra tỉnh lộ 830 luôn. Thì cái tỉnh lộ 830 đó, nếu như mà cái nhà mình vừa ra cổng là mình về tay phải là mình đi về Sài Gòn, còn nếu mình ra tay trái là mình về thị trấn Bến Lức. Và Nhân nói lại là cái mẫu nhà của mình á, thì như mình thấy nãy giờ đó là nó hoàn toàn nó giống 100% luôn cái mẫu nhà ở trên ở Phúc An City. Và hầu như là hai cái mẫu nhà này thì nó với cái diện tích và cái giá cả nó cũng ngang ngửa nhau. Rồi bây giờ mình chân mời các nhà lên lầu 2. Nói như các nhà mình thấy ở bên Phúc An City cũng vậy, nó có một cái sân bên hông. Ở đây nó cũng y chang như bạn luôn. Và hai cái mẫu nhà của Phúc An City và Palam Villa thì nó cũng giống như cái mẫu nhà ở bên Lâm Phú Villa. Thì hầu như những cái mẫu nhà này cũng giống nhau, mà có cái là cái phía trước mặt tiền là mình sẽ khác nhau một chút. Thì như cái căn nhà này là cả nhà mình thiết kế nó rơi vào ít nhất là 4 phòng ngủ, tức là mình sẽ 2 phòng ở dưới lầu 1 và 2 phòng ở lầu 2. Còn ví dụ như ở nhà mình có người lớn tuổi thì mình thiết kế một phòng ở dưới tầng trệt nữa, còn nếu như không có thì mình để trống luôn, thì mình làm bếp, làm toilet này kia ở dưới phòng khách cho nó rộng rãi thoải mái. Thì giống như là một cái căn này đó, thì cả nhà mình thiết kế nếu mà cái dạng tầm trung nhất là khoảng 300 triệu. 300 triệu là cái nội thất là nó khoảng rơi khoảng trung bình. Còn nếu như mình làm bằng cửa gỗ này kia đó thì có thể cao hơn, khoảng 400-500. Nói chung là cái hoàn thiện nó tùy theo mình. Ví dụ cái tài chính bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu. Rồi thì Nhân review sơ cho cái nhà mình thôi, bởi vì là cái nhà phố mình đã bán hết rồi, không còn nữa. Mà bây giờ nó còn cái căn biệt thự của nó khoảng 25 căn biệt thự, diện tích là 1.814, giá khoảng 2.6 tới 2.7 một căn. Và mình trả trước 30%, còn lại 70% mình sẽ chia đều trong 12 tháng để mình góp. Và cả nhà mình hãy nếu như ai chưa đăng ký thì cứ đăng ký kênh của Nhân, thì Nhân sẽ cập nhật liên tục cái dự án Calavilla hoặc là những dự án khác cho cả nhà mình cùng xem nhé. Và cuối video thì nó có những cái video khác nằm ở trên màn hình, ví dụ như cả nhà mình muốn xem cái khu nào thì click vào cái khu đó để xem. Còn bây giờ thì cả nhà mình hãy cùng bay lên cao để nhìn ngắm khu Bella Villa. Rồi, Nhân xin mời. Yeah.